Hello, xin chào mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Như đúng cái tựa đề của video và như cái giao diện mà gần như cái giao diện mọi người đang nhìn thấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách mod skin game Liên Quân Mobile. Cụ thể là hôm nay mình sẽ mod trang phục Nagaroth siêu Việt nhá. À, Nagaroth tiệc bãi biển đó, như cái đúng giữ đúng cái lời hứa của mình. Tại vì là mình nói chung là mình quay video thì cũng quay nghiệp dư thôi các bạn ạ. Cho nên là mình khi mà mình quay như thế này thì nó lắm lúc mình cái điện thoại này đó, mình sẽ đưa ra ngoài màn hình này, thành ra là lúc mà mình đánh ấy, nó không tập trung được, hoặc là những lúc nào mà mình đánh nó căng thẳng là mình hay bị đưa cái điện thoại ra khỏi màn hình. Nên là anh em xem thì anh em thông cảm cho mình nhá, vì cái kênh này là cái kênh để mình làm chơi thôi đó, mình cũng không bật kiếm tiền ở cái kênh này đó. Các bạn xem là các bạn biết là không có quảng cáo, không có gì cả, và mình cũng không có yêu cầu các bạn ủng hộ bằng cách là donate hay là tặng tiền hay dạng gì cả đó. Mục đích của mình chỉ là để làm được nó vui vui thôi, mình biết cái gì thì mình chia sẻ cho anh em thôi. Cho nên là anh em vào mà không làm được thì đừng có gạch đá mình nhiều nhá, tại vì là video mình làm thì có người làm được, có người không làm được. Những người làm được thì mình thấy rất là nhiều, nhưng mà mình thấy số ít là các bạn không làm được. Thì nếu như mà các bạn không làm được thì các bạn phải xem lại là các bạn đang bị làm sai ở cái bước nào đó đó. Các bạn sẽ đang chắc chắn là các bạn đang bị làm sai ở một bước nào đó mà khiến cho các bạn không thể làm được. Trời ơi, đèn chưa lâu thế. Mẹ nó, dính đúng cái khống chế của cái con Slim các bạn ạ. Đủ, mình chưa cấp 4 luôn, mình dính đúng cái xuống khống chế của con Slim, nhưng mà ăn được con rơi các bạn ạ. Ăn được con rơi. Ôi, mạng của mình nó kém quá các bạn ạ. Ông nhiều bạn bảo là không chơi được hạng nhá, thì hôm nay mình chơi cho anh em xem này. Đó, mình đánh hạng cho anh em xem, không cả nhiều bạn lại bảo là không đánh được hạng. Chết rồi. Ok nhá, bây giờ mình sẽ test hiệu ứng biến về này. Đó các bạn nhìn không? Hiệu ứng biến về của tiệc bãi biển nhá. Đó, mình sẽ test hết các hiệu ứng cho anh em xem. Chiêu 1, chiêu 2 rồi ulti. Đó, chiêu 1 này, chiêu 2 này. Ulti này, hiệu ứng âm thanh đầy đủ luôn nhá. Miễn là các bạn phải tải về. Đó, các bạn phải tải các hiệu ứng nó về thì các bạn mới có thể chơi ngon lành được. Nói chung là để chơi được hết cái trận hạng này thì cũng khá là lâu, thì mình sẽ xin phép mình đánh khoảng 5-6 phút hoặc là 4-5 phút. Thì mình sẽ ra hướng dẫn anh em cách. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cách tải nhá, tại vì là bây giờ nó không tải được ở trên CS Play nữa. Và tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn anh em cách mod. Đó, anh em sẽ, nói chung là video của mình thì giới hạn trong vòng khoảng 10 phút thôi. Đó, nên là anh em xem, cố gắng xem hết video. Đó, thì anh em xem hết video là anh em sẽ tải được thôi. Nhiều bạn vừa vào xem mà lại lướt ra xong rồi lại vào xếp và lấy tìm thì không có đâu các bạn ạ. Đó, game nó bị fix ở, mình vừa nhìn thấy có thấp thoáng một đứa nào đó trong bụi. Nó fix lại rồi các bạn ạ. À, nó không phải fix mà nó bị xóa bởi trên CS Play rồi. Mình cũng không hiểu là vì lý do gì, hoặc là Gangena dạo này họ làm cái rất là căng. Chắc dạo này là làm ăn thua lỗ nên là họ siết chặt vì cái vấn đề hình ảnh ấy. Hình ảnh kiểu như là những cái bộ trang phục này là các bạn phải bỏ tiền ra các bạn mới có, nhưng mà mốt thì các bạn được free luôn. Đó, mình sẽ được 3 phút rồi đúng không? 3 phút rồi. Mid lên này. Mid bạn lên này. Tốc biến nhanh ấy. Quả đấy mình combo xịt các bạn. Chậm này. Chia đi. Ôi. Cày không? Ok nhá, thì mình sẽ đi vào hướng dẫn luôn. Tại vì là video khá là lâu rồi. Nói chung là cái tầm 4-5 phút thì đủ để cho các bạn biết được là trang phục nó như thế nào rồi đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn. Đầu tiên là hướng dẫn cách tải nhá. Đó, cách tải, sau đó là sẽ đến cách cài đặt, cách tải, và sau đó là sẽ đến cái cách mod. Rất là đơn giản thôi. Ok, các bạn cùng mình đi vào hướng dẫn cách tải với mình. Ok nhá, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải cái phần mềm AM9 này. Hiện giờ cái phần mềm này thì các bạn không thể tải được ở trên CS Play nữa.
Và muốn tải được thì các bạn phải tải ở trong apk.pure apkpure.com. Thì cái link tải thì mình sẽ để ở trong phần mô tả của video nhé. Các bạn vào phần mô tả và các bạn bấm vào link là được thôi. Ok, thì mình sẽ bấm vào tải xuống này. Đó, mình sẽ tải xuống cho các bạn xem này. Cái phần mềm này có 68MB thôi các bạn ạ. Đó, 68MB thì nó tải rất là nhanh thôi. Đó, chúng ta sẽ cùng đợi nhá. Ở những video trước thì mình không tải tại vì là mình sợ mất thời gian của các bạn. Thì mình đã bảo là tải thì rất là đơn giản, mình cũng không có gì để hướng dẫn cả. Link tải thì mình sẽ để ở phần mô tả. Nhưng mà nhiều bạn vẫn bảo là không tải được thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tải luôn. Đó, chúng ta sẽ tải ok nhá. Sau khi tải xong này, mình sẽ mở nó lên này. Đó, chúng ta sẽ bấm cài đặt nhá. Đó, các bạn nhìn đâu, cài đặt này. Đó. Mình đang quay vào ban đêm nên là nó hơi là khá là mờ, độ sáng nó không đủ các bạn ạ. Mình làm nghiệp dư mà, tại vì cái kênh này của mình chỉ làm cho vui thôi, không phải là kênh chính của mình. Rất ít khi mình vào kênh này và rất ít khi mình đăng video. Ok, các bạn sẽ bấm mở nó lên nhá. Đó, sau khi cài đặt giải nén thì nó rất là nhẹ thôi. Các bạn mở nó lên, bấm cho phép này. Đó, các bạn làm từng bước một hướng mình này. Ok, đến bước này thì nó sẽ yêu cầu là sử dụng cái thư mục này này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó, sử dụng thư mục này thì các bạn bấm vào nhá. Đó, các bạn bấm sử dụng nhá. Đó, các bạn bấm cho phép này. Đó, đợi nó chạy một lát một chút là được này. Tùy cái nói chung là cái bước này thì nó sẽ tùy vào điện thoại của các bạn. Có điện thoại nhanh, có điện thoại chậm. Đó, như điện thoại của mình thì nó chỉ mất khoảng 1 phút thôi. Ok, thì đây là cái giao diện chính của cái phần mềm này. Trong này nó sẽ có cẩm nang và mốt skin. Đó, thì bây giờ mình sẽ quan tâm đến cái mốt skin nhé. Các bạn sẽ bấm vào mốt skin. Đó, vì nó là một cái phần mềm free cho nên là quảng cáo thì không tránh được nhá. Bắt buộc rồi. Tất cả những cái phần mềm, những cái chơi game hiện giờ mà bây giờ các bạn chơi free thì đều là có quảng cáo. Tại vì nguồn thu chính của các nhà viết phần mềm là tiền từ quảng cáo mà. Đó, ok. Thì trong cái bước này thì các bạn quá là quen thuộc rồi đúng không? Các bạn chỉ cần chọn cái vị tướng mà các bạn muốn mốt skin. Ví dụ như mình muốn mốt sát thủ đi. Đó, mình sẽ bấm vào sát thủ. Xong mình sẽ bấm vào Nagroth này. Đó, Nagroth này. Trong này thì nó sẽ có rất là nhiều trang phục này. Như hôm trước mình có mốt trang phục bí bảo công nghệ này. Và video gần đây nhất của mình là mốt con Malok Vũi Tử Thần. Đó, thì video vừa nãy là mình mốt là tiệc bãi biển đúng không? Đó, thì bây giờ mình chỉ cần việc tích vào cái tiệc bãi biển thôi. Mình bấm đã hiểu. Đó, thì nó sẽ có một lần quảng cáo nữa. Đó, các bạn xem đợi xem hết quảng cáo. Đó, các bạn tích vào đi. Đó, như vậy là các bạn đã mốt được cái trang phục Nagroth tiệc bãi biển rồi. Đó, các bạn chỉ cần tải hết cái dung lượng của trong game nhá, những cái hiệu ứng âm thanh này, hiệu ứng trang phục này, hiệu ứng nâng cao này, hiệu ứng HD Ultra L này, thì các bạn có đầy đủ các hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng biến về, hiệu ứng hình ảnh luôn. Có nhiều bạn bảo là không có hiệu ứng là do các bạn chưa tải hết. Đó, nói chung là rất là đơn giản thôi. Cái video của mình đến đây cũng khá là dài rồi, tại vì đến cái bước này thì đa số là các bạn sẽ làm được rồi. Đó, các bạn chỉ mắc ở cái bước là tải game thôi. Thì cái bước tải game, à cái bước tải phần mềm thì mình đã tải cho anh em xem rồi. Thì mình sẽ dừng clip ở đây nhá. Video sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách có thể là mình sẽ giảm lag đi, hoặc là mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải Liên Quân Đài Loan đi. Ok, thì mình sẽ dừng clip ở đây. Các bạn mà thấy hay thì like, subscribe, chia sẻ video giúp mình thì mình có động lực mình làm những cái video tiếp theo nhá. Ok, bye bye, chào mọi người.